Xin chào, Tiến Dũng rất vui được gặp lại các anh chị em. Hôm nay hãy cùng Tiến Dũng đi tìm hiểu những nguyên nhân khiến cho bê tông bị rỗ nhé. Thứ nhất, đầm bê tông không kỹ. Khi đổ đầm bê tông, nếu không đảm bảo đầm kỹ và đầm tới độ sâu cần thiết, đặc biệt ở những vị trí có mật độ thép dày, sẽ tạo ra các lỗ hổng do không khí bị kẹt lại. Điều này làm cho bê tông bị rỗ. 2. Chất lượng bê tông không đảm bảo. Bê tông quá khô hoặc sử dụng nguyên vật liệu kém chất lượng, cấp phối đá không hợp lý, kích thước đá không đồng đều sẽ dẫn đến phát sinh lượng lớn bọt khí, hậu quả là bê tông bị rỗ sau khi tháo cốt pha. 3. Đổ bê tông quá dày. Khi bê tông được đổ quá dày, đầm bê tông không thể tiếp cận được hết được, do vậy cốt liệu không được trải đều trên bề mặt gây ra hiện tượng rỗ. 4. Lớp dầm quá dày. Khi lớp dầm quá dày, các cốt liệu lớn như sỏi, đá không lọt xuống được, mà chỉ có vữa xi măng lọt xuống khi đổ, gây hiện tượng phân tầng và làm cho bê tông bị rỗ. 5. Đổ bê tông từ độ cao quá lớn. Khi đổ bê tông từ độ cao quá lớn, các cốt liệu nặng như đá dăm, sỏi sẽ rơi xuống trước, trong khi nước và vữa xi măng chảy sau. Việc này gây phân tầng, thiếu cốt liệu ở lớp dưới, lớp vữa trên cùng làm giảm cường độ và bê tông và gây rỗ. 6. Đổ bê tông trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đổ bê tông trong lúc trời mưa to hoặc khi hỗn hợp bê tông bị ngậm nước sẽ làm thất thoát lượng lớn nước xi măng và tăng hàm lượng bọt khí. Điều này giảm cường độ bê tông và gây ra rỗ mặt lớn. 7. Cốt pha không kín. Khi thi công cốt pha không kín khít, vữa xi măng sẽ bị chảy đi mất, đặc biệt ở các vị trí dưới chân móng, chân cột và đáy dầm, gây hiện tượng bê tông bị rỗ. Cảm ơn các anh chị đã cùng lắng nghe với Tiến Dũng. Nếu cần tư vấn gì thêm về xây dựng, hãy liên hệ với mình nhé.